thời điểm giao mùa chính là lúc bé hay bị mắc bệnh nhất. Vậy mẹ đã biết những thực phẩm giàu vitamin C và E bổ sung cho bé thời điểm giao mùa cũng như bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày của bé để bé có một sức đề kháng tốt. Qua video này Amano sẽ cùng các mẹ tìm hiểu những thực phẩm giàu vitamin C và E bổ sung để tăng cường sức đề kháng cho bé mẹ nhé. 1. Vai trò của vitamin C trong những thực phẩm giàu vitamin C và E Vitamin C là một loại vitamin có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch của bé. Giúp bé có sức đề kháng khỏe mạnh để chống chọi được với những tác nhân gây hại từ bên ngoài. Vitamin C có vai trò quan trọng đối với cơ thể. Tuy chỉ cần một lượng nhỏ nhưng vitamin C là vitamin tan trong nước vì vậy cơ thể không có khả năng tích trữ. Vì thế cần bổ sung vitamin C hàng ngày cho bé. Vitamin C có vai trò quan trọng trong việc sửa chữa cũng như hình thành các mô ở trong cơ thể người. Vitamin C là chất quan trọng trong tổng hợp collagen cho cơ thể và tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh. Rất quan trọng đối với cơ thể. Có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen nên vitamin C có vai trò trong việc giữ và hỗ trợ chức năng cho da, gân, mạch máu và hệ thống dây chằng của cơ thể. Vitamin C giúp tăng cường cho hệ thống phòng thủ của cơ thể, giúp cho vết thương mau lành hơn giúp cơ thể sửa chữa và duy trì sự hoạt động của những bộ phận như sụn, xương và răng, giúp tăng cường sự hấp thu sắt cho cơ thể. Từ đó giúp tăng cường sự hấp thu sắt và ngăn ngừa hiện tượng thiếu máu do thiếu sắt của cơ thể. Giúp tăng cường miễn dịch bằng cách hỗ trợ hoạt động của bạch cầu hoạt động hiệu quả. Từ đó giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. 2. Vai trò của vitamin E đối với cơ thể từ những thực phẩm giàu vitamin C và E vitamin e có vai trò gì đối với cơ thể mẹ có biết không vitamin e là vitamin tan trong dầu nên cơ thể không thể tự tổng hợp được vì thế cần phải bổ sung từ bên ngoài vào vitamin e có vai trò như một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trong cơ thể tránh khỏi được những tác nhân gây hại từ bên ngoài vitamin e giúp bé có một làn da sáng và một đôi mắt khỏe mạnh vì thế bổ sung vitamin e là cần thiết cho sự phát triển của bé vitamin e giúp tăng cường miễn dịch của cơ thể bé giúp hạn chế hình thành cục máu đông, vitamin E giúp cơ thể tăng cường hấp thu vitamin K, vitamin E giúp ngăn ngừa sơ vữa động mạch do việc làm giảm sự oxy hóa các protein, ngăn chặn những protein này tham gia làm tắc mạch máu. Vitamin E làm giảm nguy cơ gây đục thủy tinh thể dựa vào việc làm tăng khả năng chống oxy hóa. Vitamin E tham gia vào quá trình tạo máu cho cơ thể bé. 3. Những thực phẩm giàu vitamin C và E có nên bổ sung cùng một lúc hay không? nhiều mẹ thắc mắc có nên bổ sung hai vitamin này cùng một lúc hay không bổ sung như thế nào là hợp lý bé có thể hấp thu được tối đa những vitamin này để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể cơ thể không có khả năng tự tổng hợp hai loại vitamin c và e vì thế uống cùng một lúc với nhau không phải là giải pháp tối ưu nhưng không có nghĩa là bạn không được uống hai vitamin này cùng một khoảng thời gian bạn có thể chia thành các khoảng thời gian khác nhau cho bé uống để không gặp tương tác nào xảy ra nhé Mẹ nên cho con uống vitamin C vào buổi sáng. Lựa chọn thời gian cho con uống vitamin C phù hợp là một điều vô cùng quan trọng. Điều này sẽ giúp vitamin C được hấp thu tối đa vào cơ thể. Mẹ nên cho bé uống vitamin C vào buổi sáng sau ăn khoảng 30 phút để cơ thể bé có thể hấp thu tối đa loại vitamin này nhé. Mẹ không nên cho bé uống vitamin C vào buổi tối nhé. Vì nếu mẹ cho bé uống vào buổi tối có thể gây ra tình trạng chướng bụng, đầy hơi, khó ngủ ở bé ảnh hưởng đến giấc ngủ và cuộc sống bình thường của bé thời điểm uống vitamin để cơ thể hấp thu tốt nhất là uống vào cùng với bữa ăn tuy nhiên với trường những người bị đau dạ dày thì nên uống vitamin c vào sau bữa ăn để bảo vệ dạ dày ngoài ra mẹ không nên cho bé uống vitamin c vào buổi tối hoặc đêm khuya vì vitamin c sẽ gây kích thích tình trạng khó ngủ ở trẻ bổ sung vitamin e cho bé vào thời gian nào trong ngày Vitamin E dễ sử dụng hơn vitamin C cho bé. Mẹ có thể sử dụng vitamin E vào sáng hoặc tối cho bé đều được. Nhưng lưu ý sử dụng cho bé sau khi ăn no mẹ nhé. Và với vitamin E thì mẹ không cần phải bổ sung liên tục cho bé. Vì vitamin này tan trong dầu nên cơ thể có thể tích trữ được. Mẹ chỉ nên bổ sung từ 1 đến 2 tháng cho bé sau đó ngưng khoảng 1 đến 2 tháng và nếu muốn sử dụng thêm cho bé thì lại bổ sung tiếp do vitamin e thuộc nhóm vitamin tan trong dầu vì thế cơ thể dễ dàng lưu trữ lại để sử dụng dần đặc biệt lưu trữ trong mô gan và mô mỡ vì vậy việc uống vitamin e vào buổi sáng sẽ giúp bé tăng khả năng lưu trữ vitamin e trong cơ thể mẹ không nên cho bé uống vitamin e khi quá no hoặc quá đói nên cho trẻ uống vitamin e cùng lúc với các thực phẩm có chứa nhiều chất béo như các loại sữa hạt sữa sữa chua để tăng khả năng hấp thu vitamin e bổ sung cùng lúc vitamin c và e có tốt không nếu không có thời gian chia nhỏ cho bé uống mẹ vẫn có thể sử dụng chung hai vitamin này cho bé cũng được mẹ có thể bổ sung cho bé sau ăn sáng mẹ nhé khi bổ sung hai vitamin này sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch giúp tăng hiệu quả chống lại các gốc tự do vitamin e và c là hai loại vitamin vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của trẻ có nhiều nghiên cứu cho rằng uống vitamin C và E cùng một lúc sẽ đem lại hiệu quả cao hơn là uống riêng rẽ. Khi sử dụng vitamin C và E cùng một lúc sẽ giúp gia tăng hiệu quả chống lại các gốc tự do. Từ đó, bảo vệ làm da và cơ thể tốt hơn khi được kết hợp với nhau. Giúp ngăn chặn nguy cơ mất trí ở tuổi già, các nghiên cứu ở trường đại học của Mỹ cho rằng. Khi uống vitamin C và E cùng lúc có thể làm giảm nguy cơ làm giảm bệnh mất trí tuổi già hiệu quả, Sử dụng vitamin C và E cùng lúc hay kết hợp với nhau cũng sẽ gây hại cho cơ thể nếu không sử dụng đúng cách. Sử dụng vitamin C và E cùng lúc không có nghĩa là sử dụng trong cùng một thời điểm, mà có thể sử dụng các thời gian khác ở trong ngày. Nếu uống liên tục vitamin C và E trong một thời gian dài sẽ gây nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của cơ thể. Gây nên tình trạng thừa chất. Tốt nhất cứ sau một đến 2 tháng sử dụng vitamin C và E bạn nên nghỉ một tháng rồi tiếp tục sử dụng. 4. Những thực phẩm giàu vitamin C và E mẹ tham khảo bổ sung cho bé. Ngoài việc bổ sung vitamin E qua những sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe thì mẹ còn nên bổ sung vitamin cho bé qua thực phẩm hàng ngày. Vậy mẹ có biết những thực phẩm nào bổ sung vitamin C và E cho bé không? Những thực phẩm giàu vitamin C bổ sung cho bé. Cam bổ sung vitamin C cho bé, hầu như các mẹ đều biết đến quả cam là thực phẩm giàu vitamin C cho bé rồi đúng không? Cam không những giàu vitamin C còn nhiều nước giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho bé rất tốt. Quả kiwi, không những được mệnh danh là một loại quả siêu giàu vitamin C thì kiwi còn chứa rất nhiều nước, vitamin và chất xơ. Kiwi rất tốt cho sức khỏe của bé mẹ có thể cho bé ăn vào những bữa phụ để bổ sung vitamin C cho bé nhé. Ổi cũng được mệnh danh là một trong những loại quả giàu vitamin C, ngoài ra ăn ổi còn chứa rất nhiều loại vitamin khác và là một loại quả giàu chất xơ vì thế mẹ có thể bổ sung loại quả này vào thực đơn ăn hàng ngày cho bé lưu ý hạt ổi chính là một trong những nguyên nhân gây táo bón ở trẻ vì thế mẹ không nên cho bé ăn hạt ổi mẹ nhé táo cũng là một loại quả dầu vitamin c ngoài ra táo còn giúp bé tiêu hóa tốt hơn táo được coi như là một trong những loại quả tốt nhất cho sức khỏe Ớt chuông đỏ, đây là thực phẩm rất giàu vitamin C, trong một phần hai bát con ớt chuông đỏ có chứa tới 95mg vitamin C, ngoài vitamin C thì ớt chuông đỏ còn là nguồn cung cấp vitamin E. A, K, không chỉ mỗi ớt chuông đỏ, mà tất cả các loại ớt chuông đều chứa các loại vitamin C cao. Vì thế, ớt chuông được coi là một nguồn cung cấp vitamin C dồi dào cho bé. Quả dâu tây, một trong những loại quả có màu sắc sặc sỡ và thơm ngon trong 100 gram dâu tây có tới 85 mg vitamin C, dâu tây cũng là loại quả chứa rất ít calo, đồng thời lại là loại chứa rất nhiều chất dầu oxy hóa và dầu vitamin C, vì thế, dâu tây được coi là loại quả siêu vitamin C mà mẹ nên lựa chọn cho bé. Bông cải xanh, trong 200 gram bông cải xanh có chứa tới 50 mg vitamin C, đồng thời, trong bông cải xanh có chứa rất nhiều vitamin B và chất xơ cùng rất nhiều chất chống oxy hóa khác. Vì vậy, bông cải xanh được chọn là một trong những loại dầu vitamin C bổ sung cho bé. Dưa lưới, dưa lưới là một trong những loại quả chứa rất nhiều vitamin C, ngoài ra, loại quả này còn chứa rất nhiều vitamin B, magie và đồng. Loại quả này chứa rất nhiều nước, vì vậy rất thích hợp cho bé. Những thực phẩm dầu vitamin E bổ sung cho bé. Hạt hạnh nhân dầu vitamin E, hạnh nhân được coi là loại hạt dầu vitamin E, mẹ có thể rang hạnh nhân thêm vào các món ăn vặt cho bé. Ngoài việc bổ sung vitamin E thì hạnh nhân còn có vai trò trong việc giúp ngăn ngừa nguy cơ béo phì và các bệnh lý tim mạch. Hạt hướng dương giàu vitamin E cho bé, hạt hướng dương là loại hạt đứng đầu trong danh sách những thực phẩm giàu vitamin E bổ sung cho trẻ. Trong hạt hướng dương ngoài dầu vitamin E thì còn chứa chất béo có lợi cho sức khỏe, vitamin B1 hỗ trợ giúp bé ăn ngon hơn, mẹ có thể cho hướng dương vào các loại ngũ cốc dinh dưỡng cho bé ăn các bữa ăn phụ, cho thêm vào sữa chua hoặc làm sữa hạt cho bé ăn lạc hay đậu phộng ngoài vitamin e thì lạc còn chứa những chất béo tốt cho cơ thể giúp ngăn ngừa các bệnh về tim mạch rất tốt quả bơ dầu vitamin e ngoài cung cấp vitamin e thì bơ còn chứa nhiều chất sơ và có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau mẹ có thể cho bé ăn sinh tố bơ hay trộn bơ vào salad cho bé cũng rất tốt mẹ nhé đây cũng là loại quả rất nhiều bé sẽ thích ăn đấy măng tây dầu vitamin e là loại thực phẩm dầu vitamin e nhưng với giá thành khá đắt vì thế măng tây thường ít khi được sử dụng cho thực đơn hàng ngày cho bé. Cải bó xôi, trong 100g cải bó xôi có chứa tới 2,03mg vitamin E, đây là một loại rau rất tốt cho sức khỏe và cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bí đỏ, trong 100g bí đỏ có chứa tới 1,2mg vitamin E, tuy chứa rất nhiều vitamin và rất nhiều khoáng chất cho cơ thể nhưng bí đỏ lại có lượng calo rất ít, cùng với lượng chất sơ dồi dào vì thế hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ rất tốt. Trên đây là những thực phẩm giàu vitamin C và em mẹ có thể bổ sung cho bé vào thực đơn hàng ngày. Nếu như vẫn còn bất kỳ thắc mắc nào hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo hotline 0929197777 để được tư vấn và hỗ trợ một cách nhanh nhất hoặc chat trực tiếp Facebook thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. tư vấn hướng dẫn thuốc và điều trị bệnh thầy thuốc lê minh tuấn tận tâm từ trái tim website lê minh tuấn vn facebook tuấn thầy thuốc subscribe nếu thấy video hữu ích